Mến chào cô chú cùng anh chị em. Việt Nguyễn mới phát hiện ra cách làm hành muối chua cấp tốc luôn, nhanh gọn lẹ, không cần phơi nắng, không tốn thời gian. Chỉ 3 ngày là dùng được, củ hành thì rất là giòn, nước thì lại rất là trong. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Cái hũ củ hành này mình để bên ngoài là 20 ngày luôn á, để thử xem nó có xuống màu hay nước có đục không. Mà cô chú anh chị em mình thấy ngon ghê chưa. Ở đây là mình làm 1 ký củ hành tím. Nếu anh chị em mình gia đình đông á thì mình có thể làm 2 đến 3 ký, số lượng nhân lên ha. Mình sẽ cho nước vô trong cái nồi để mình ngâm cái phần củ hành này. Nước anh chị em mình cho xăm sắp cái củ hành thôi, mình đừng có cho nhiều quá. Tiếp theo mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh vung muối hạt. Anh chị em mình dùng muối hạt á thì nó làm cho cái củ hành của mình giòn hơn. Khi mình ngâm cái củ hành trong nước muối như thế này, nó làm cho cái củ hành của mình giảm cái độ hăng xuống. Và một lát nữa anh chị em mình lột cái vỏ lụa rất là dễ. Mình sẽ ngâm 30 phút. Nếu anh chị em mình có đủ thời gian á thì mình sẽ ngâm 1 tiếng. Củ hành ở đây sau 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lột cái phần củ hành này ra. Lúc này anh chị em mình lột cái vỏ lụa ra rất là dễ. Mỗi lần Tết đến á, đa phần cô chú anh chị em mình gia đình rất là bận rộn, nên lúc nào Việt Nguyễn cũng tìm những cái món ngon và cái cách làm sao để cho nó nhanh gọn lẹ nhất. Nếu mà mình làm theo cách truyền thống á, một là mình phải ngâm ở trong tro nè, tro bếp, hai nữa là mình phải phơi nắng, mà như vậy thì rất là tốn thời gian. Nhiều lúc cô chú anh chị em mình ở nước ngoài rồi cái mùa tuyết rơi, làm gì có nắng để phơi, chờ đến có nắng là hết Tết rồi còn gì. Cô chú anh chị em mình làm theo cái cách của Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay nè, là hành bao giòn luôn, bao ngon, mà bao là cả năm không có hư luôn á. Hành lột rồi mình cho nó qua một cái thau riêng. Bây giờ mình sẽ đi lột cái phần hành cho hết cái số còn lại. Hành sau khi mình lột xong rồi, anh chị mình đi rửa sạch lại cho nó vô một cái rổ để nó ráo nước. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng 1 lít nước. Anh chị mình cho vô đây 1 muỗng canh muối hạt. Mình dùng muối hạt để cái hành của mình muối á, nó được giòn. Anh chị mình khuấy cho muối này nó tan ra và chờ nước sôi. Mình cũng chuẩn bị thêm một cái thau nước đá. Khi mình luộc hành xong á, mình vớt ra mình cho vô nước đá liền. Khi anh chị em mình thấy nước trong chảo nó sôi lăn tăn rồi đó, mình cũng không cần mà chờ nước sôi bùng đâu nha. Anh chị em mình sẽ trụng cái phần hành này khoảng 1 phút. Nếu mà nước nó sôi bùng lên á, anh chị em mình chỉ cho vô khoảng 30 giây thôi là mình phải canh mình vớt hành ra liền. Mình không có được để hành trong nước sôi quá lâu. Mình trụng được 1 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt hành ra. Anh chị em mình cho vào cái thau nước đá liền, để cái tiến trình của cái củ hành á, nó sẽ dừng lại không có chín nữa. Nếu để chín quá thì cái độ giòn nó sẽ mất đi. Củ hành mình vớt ra mình ngâm trong nước đá này nè, nó tăng thêm cái độ giòn. Khi sau cái món củ hành muối chua của mình á, nó giòn mà nó rất là ngon. Nếu mình thấy trong cái thau củ hành á, mà nước đá nó tan bớt rồi á, anh chị mình cho thêm ít nước đá vô nữa. Nước đá lúc đầu cũng tan bớt rồi, mình cho vô thêm một ít nữa. Bây giờ mình sẽ ngâm cái phần hành này khoảng 30 phút rồi mình sẽ vớt ra. Bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nước giấm đường để ngâm cái củ hành. Anh chị mình dùng 400ml nước lọc. Bước tiếp theo mình sẽ sử dụng 300ml giấm 4%. Nếu anh chị mình dùng giấm 5% á, thì mình dùng khoảng 250ml thôi. Anh chị mình lấy cái chén cơm á, múc 1 chén đường, tương đương khoảng 200g.
một muỗng canh muối hạt tương đương khoảng 20 gram. Anh chị em mình dùng muối hạt á, để cái củ hành của mình nó được giòn nhiều hơn nha. Bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước này cho nó sôi lên để nó tan cái phần đường và muối. Anh chị em mình lưu ý là mình phải nấu cái nước giấm đường này cho nó thật là sôi luôn. Nếu mà mình không nấu nước sôi á là cái củ hành của mình nó dễ bị nhớt lắm. Anh chị em mình thấy cái nước giấm đường nó sôi bùng lên như thế này nè. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Mình phải chờ cho cái nước giấm đường này nó nguội hẳn thì mình mới cho vô trong cái phần củ hành được nha. Củ hành sau khi mình ngâm trong nước đá được 30 phút rồi. Bây giờ cô chú anh chị em mình sẽ vớt cái phần củ hành này ra. Mình vớt nó ra, mình cho vô một cái rổ để cho nó ráo hết cái phần nước này. Củ hành ráo nước rồi, anh chị em mình cho nó vô một cái tô hoặc là một cái thau á. Mình sẽ cho vô đây một muỗng canh đường tương đương khoảng 20 gram. Bước tiếp theo, anh chị em mình dùng 100ml rượu trắng mình cho vô trong cái củ hành này. Nếu cô chú anh chị em mình ở nước ngoài á không có rượu trắng á thì mình sẽ dùng rum Bacardi hoặc là vodka đều được. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần củ hành này lên. Đường thì nó làm cho củ hành mình giòn, rượu thì nó làm cho cái củ hành mình thơm. Mình sẽ ướp cái củ hành này khoảng 1 tiếng. Nếu cô chú anh chị mình có đủ thời gian á thì mình sẽ để 2 đến 3 tiếng. Mình ướp lâu một chút á thì cái củ hành của mình nó thấm, khi sau nó rất là thơm. Củ hành sau khi mình ướp được 1 tiếng rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Anh chị em mình lấy ra cũng cho nó vô một cái rổ để cho nó ráo nước. Nước rượu mình ướp củ hành này á, cô chú anh chị em mình bỏ đi, mình đừng có lấy nha. Những cái món muối chua anh chị em mình dùng cái hũ thủy tinh á, mình muối thì nó sẽ an toàn cho sức khỏe mình hơn. Mình rửa sạch, mình phơi nắng hoặc là mình lấy nước sôi á, mình chán qua cái hũ. Để nó diệt khuẩn thì mình để củ hành nó được lâu hơn. Bây giờ mình sẽ múc cái củ hành này vô trong hũ. Làm củ hành muối chua, củ kiệu nôn tết quá chừng luôn. Cô chú anh chị em mình có giống Việt Nguyễn không nè? Có nôn tết không nè? Nước giấm đường, cô chú anh chị em mình chờ cho nó nguội hẳn luôn. Rồi mình mới chế vô trong cái hũ để mình muối hành. Mình cho nước giấm đường vô rồi. Cô chú anh chị mình đậy nắp kín lại nè. 3 ngày sau là mình đã dùng được. Việt Nguyễn sẽ để bên ngoài hiên, nơi có nhiều ánh nắng trực tiếp nó rọi vô á. Thì cái hũ hành muối chua của mình á, nhanh ăn hơn nữa. Cái hũ hành muối chua ở đây, Việt Nguyễn để luôn 20 ngày luôn. Tính 3 ngày lấy ra chia sẻ đến cô chú anh chị mình. Nhưng mà muốn chắc ăn á, là để luôn 20 ngày luôn. Mở nắp ra thôi, quá chừng là thơm luôn. Cô chú anh chị mình thấy nè, nước trong khe luôn. Thơm lừng, nhìn thích ghê chưa? Bây giờ, Việt Nguyễn sẽ múc ra, rồi ăn thử xem cái độ giòn nó như thế nào. Cô chú cùng anh chị mình kiểm tra với Việt Nguyễn nha. Để Việt Nguyễn gấp một củ hành lên, ăn thử xem cái độ giòn nó như thế nào. Cô chú cùng anh chị em mình kiểm tra với Việt Nguyễn luôn nha. Trời, nhìn thấy thơm thèm quá.
giòn rụm luôn. Thích ghê chưa? Rất là vừa ăn, không có quá chua, thơm cực kỳ luôn. Mình lấy ra dùng á thì mình lấy vừa đủ số lượng thôi, mình dùng không hết á thì mình để bên ngoài, mình đừng có cho ngược vô lại cái hũ, nếu mình cho vô ngược lại á nó dễ bị hư lắm. Video cách làm hành muối chua hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.